Rồi, chúc anh em mình nhiều sức khỏe nha. Trước màn hình nhà mình là loa JBL NL112, bát 33 đường tiếng rất là đẹp. Sản phẩm này bên mình nhé, thì có giá 30,5 triệu thôi. Hiện tại mình đang ghé vào Lutman NL80V giá là 22,8. Mời anh em thưởng thức ca sĩ Thanh Thúy với cái bài hát Chuyến Bay Đêm. Giữa lòng trời khuya muôn ánh sao hiền, người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay đêm. Cánh bằng nhẹ mơn trên làn gió, đời ngây thơ xưa lại nhớ lúc mình còn thơ. Nhìn trời cao mà sao mà mơ ước như diều để giờ sống giữa lưng trời, đôi khi nhớ chuyện đời mỉm cười thôi. Đêm nay chuyến bay trời xanh như màu áo, đường mình đến nhạt xu thông tinh cầu, chạnh thương hai đứa giờ gội xuống nơi chưa nói những mơ say say nhân hỡi, khóe mắt em u hoài đi tìm theo chuyến bay. Có người hỏi phi công ước mơ gì, người ơi nhân thế muôn màu nào biến từ khi tung nhịp cánh, tình ta yêu thương là gió nhân tình của mây. Ở đời ai hiểu ai, từng bay trắng đêm dài thì từng giữa đại dương và yên giấc ven rừng. Bạn có biết chuyện này, tôi ghi lúc đến đây chuyến bay trời xanh như màu áo, đường mình đến nhạt xu tâm tình cầu, tranh thương hai đứa giờ gội xuống nơi nào, lâu lắm chẳng gặp nhau. Bạn bè dù cách đang chưa nói nhưng mà say say nhân hỡi, khóe mắt em u hoài theo tình trong chuyến bay. Có người hỏi phi công ước mơ gì, người ơi nhân thế muôn màu nào biến mơ chi. Từ khi tung nhịp cánh, tình ta yêu thương là gió nhân tình của mây. Ở đời ai hiểu ai, người bay trắng đêm dài thì thức giữa đại dương, dù yên giấc ven rừng. Bạn có biết chuyện này, tôi đi lúc vũ trụ còn mơ.